Chào mừng quý vị đã đến với phần nhận định thị trường của Cà phê Sài Gòn sáng nay. Và đến với Cà phê Sài Gòn sáng nay sẽ là anh Nguyễn Hữu Thủy, trưởng phòng môi giới của công ty chứng khoán ORS. Chào anh Thủy. Xin chào anh. Trong phiên tối hôm ngày hôm qua thì mình đã bàn về cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và kết quả rồi. Nhưng mà trong phiên hôm nay mình tiếp tục nói một chút xíu về cái kết quả bầu cử và nó ảnh hưởng đến tâm lý của thị trường như thế nào. Anh có thể nhận xét thêm một chút xíu. Theo tôi thì tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đã thấy rất là rõ trong phiên ngày hôm qua. Trong các khi mà kỳ vọng của nhà đầu tư đối với thị trường là nó được thể hiện rằng là khi mà những cái diễn biến xảy ra bất lợi cho bà Clinton, nhà đầu tư đã có những cái cuộc bán tháo, chúng ta có thể gọi là bán tháo khi mà thời điểm cao nhất index đã giảm tới 20 điểm. Nhưng mà sau khi mà cục diện trở nên rõ ràng thì chúng ta có thể thấy rằng là kết luận của phiên rằng các nhà đầu tư đã trở nên bình tĩnh hơn rất là nhiều, và tôi thấy là cái lực cầu mua bán trở nên rất là tốt. Cái kết luận phiên chỉ giảm có 6 điểm thôi thì theo tôi nghĩ rằng là mọi chuyện đã trở nên rất là rõ ràng đối với nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư ngắn hạn. Cái mà họ đang trông đợi tiếp theo rằng ông Donald Trump sau khi thắng cử sẽ làm gì. Và tôi nghĩ rằng là điều đó mới còn quan trọng hơn nữa so với kết quả bầu cử. Việc các bầu cử thì tất cả đã xong. Những lúc cần giảm thì đã giảm rồi. Margin cần giảm đã giảm rồi. Câu chuyện trở lại bây giờ đó là what next, tiếp theo sẽ là gì? Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là đối với các nhà đầu tư hiện tại thì theo tôi thấy là đa phần đều tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn. Họ tìm kiếm những cái biến động mạnh của thị trường, họ trông đợi những phiên biến động mạnh của thị trường, dòng tiền thị trường sẽ chạy như thế nào. Và tôi nghĩ là họ sẽ đặt cực vào với điều đó. Như vậy trong phiên sáng hôm nay thị trường của Việt Nam riêng mình thì anh nghĩ là tâm lý nó sẽ hướng về phía nào? Theo tôi thì ngay phiên hôm qua đóng phiên thì giảm 6 điểm, cái lực bắt đáy rất là mạnh. Thì tôi nghĩ rằng là trong phiên đầu mở cửa phiên này, các nhà đầu tư cũng có thể là sẽ theo dõi, sẽ xem xét xem là vậy thì thực tế rằng là thị trường sẽ phản ứng ra sao. Nhưng tôi nghĩ rằng là với cũng giống như cái một sự kiện gần đây nhất mà chúng ta liên quan đến thế giới, đó là sự kiện Brexit, sự kiện nước Anh đưa một kết quả bầu cử bỏ phiếu là ở lại châu Âu hay không, Liên minh châu Âu hay không, thì tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư cũng vậy, phản ứng cũng rất là nhanh nhẹn, là ngay phiên hôm sau là thị trường nó phản ứng xanh điểm lại ngay. Cá nhân tôi thì với góc độ nhìn riêng trên thị trường chứng khoán thì là tương đối là bình tĩnh và lạc quan. Tôi nghĩ rằng là các nhà đầu tư có thể sẽ thăm dò thận trọng một chút, nhưng mà càng về sau, về giữa và cuối phiên thì các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn hơn rất là nhiều trong việc là đưa ra quyết định của mình. Và tôi cá nhân tôi thì đặt ra vấn đề rằng là thị trường sẽ đảm bảo thanh khoản cao. Nhìn chung thì kết quả bầu cử là nó một cú sốc đối với thị trường tài chính toàn cầu và cả Việt Nam. Nhưng mà theo nhận xét của các chuyên gia thì chỉ trong ngắn hạn mà thôi. Chúng ta hy vọng là thị trường sẽ hồi phục trở lại trong vài phiên tới đây. Mình nhìn vào phiên hôm qua thì mình thấy VN Index lao dốc khá mạnh. Mặc dù vậy nhưng mà cái lực mua vào cũng khá mạnh. Anh có thể lý giải một chút xíu về cái nguyên do này. Thì chúng ta thấy thế này. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy trong nguyên một cái chiến dịch truyền thông rất là lớn của các báo chí nước ngoài cũng như trong nước, là cái khả năng thắng cử của bà Clinton, là chúng ta thấy ba cái cuộc là trận đấu trực tiếp giữa hai ứng cử viên này, thì vần thắng dường như là nghiêng về phía bà Clinton. Cho nên khi mà trong các kết quả bầu cử trong buổi sáng ngày hôm qua, tôi thấy rằng là khi mà có các thống kê ở các bang, từng bang một, thì khi mà phần thắng đang nghiêng về phía ông Donald Trump thì phản ứng của thị trường đó là nếu như mà một kết quả sai ngược với những dự đoán của mình thì lập tức các nhà tôi phản ứng ngay, đó là bán cắt hẳn, đợi những cái sự rõ ràng hơn. Tôi nghĩ rằng là ở đây nó không chỉ là kết quả bầu cử mà nó là cả một cái chính sách kinh tế, những cái cam kết trước bầu cử nó đi theo sau đó nữa, và điều này nó sẽ thể hiện qua cái kết quả của các nhà đầu tư. Và họ khi nhận thấy rằng là ok, đã bán đủ rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau coi, khi đảm bảo danh mục cho mình an toàn rồi chúng ta sẽ cùng coi. Chúng ta không thấy những cái gọi là sự bán một cách hoảng loạn, bán bằng cách gọi là không cần quan tâm bất lý do. Cho nên tôi nghĩ rằng là chỉ ngay trong buổi chiều thôi chúng ta đã thấy là cái lực sự bình tĩnh trở lại của nhà đầu tư trong nước rất là nhiều. Cho nên tôi nghĩ rằng là chuyện này sẽ là trở nên bà con sẽ cảm thấy rất là bình thường. Không riêng gì nhà đầu tư trong nước, mà phiên hôm qua mình cũng thấy cái lực mua của khối ngoại cũng là khá là mạnh. Thì lý do vì sao? Tôi thấy thế này, thực ra trong không chỉ trong phiên bầu cử mà
các kể cả một thời gian trước nữa, chúng ta lưu ý một điểm này, cái năm 2016 và 2017 là một năm quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Lý do có một loạt các quỹ phải đến thời gian là đóng quỹ, nhưng đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy có một cái làn sóng của các cái quỹ đầu tư nước ngoài khác đang bước chân vào thị trường. Họ dường như họ đang cũng muốn thay thế các quỹ đầu tư nước ngoài khác, các nhà đầu tư nước ngoài khác ở trong những thời kỳ trước ở Việt Nam. Họ đang có cái sự trao tay nhau giữa các nhà đầu tư này, giữa các nhóm nhà đầu tư này. Và tôi nhận thấy rằng là cái dòng tiền dịch chuyển giữa các nhà đầu tư ngoại trong nước tương đối là nhịp nhàng và rất là uyển chuyển. Họ gần như không có sự hoảng loạn bán tông bán tháo theo thị trường, mà họ có cái sự sắp xếp, có sự đàm phán và sự chuẩn bị rất là kỹ trong các phiên trước đó, và ngay cái phiên giao dịch chỉ là để thực hiện cái ý định của họ thôi, không phải là những phiên bán tháo theo thị trường. Tôi nghĩ rằng là cái nhà đầu tư nước ngoài giao dịch vẫn sẽ rất ổn định và gần như là có sự khác biệt tương đối lớn với nhà đầu tư trong nước. Nhìn chung là cổ phiếu đã xuống tới cái mức mà giá người ta đang mong chờ để người ta mua vào, thì đơn giản người ta sẽ giải ngân và người ta mua vào để nắm giữ cái phần cổ phiếu mà họ muốn mấy lâu nay thôi. Dạ vâng. Mình nhìn vào kết quả bầu cử của Tổng thống Mỹ thì mình thấy là sắp tới đây nhiều chính sách sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu cũng nhiều. Dạ. Và ảnh hưởng đến kinh tế của Việt Nam cũng gián tiếp một cách nào đó. Thì anh nghĩ cái tâm lý nhà đầu tư bây giờ là nên như thế nào? Thận trọng hay là dè chừng, hay là họ tiếp tục chờ đợi vài phiên tiếp theo rồi họ sẽ quyết định? Dạ vâng, theo tôi thì thế này ạ, chúng ta có thể chia ra làm hai đối tượng nhà đầu tư. Đối với những nhà đầu tư ngắn hạn, những nhà đầu tư lướt sóng, thì tôi nghĩ rằng là đối với những phiên như phiên ngày hôm qua là những phiên là tôi nghĩ là rất hấp dẫn đối với họ. Lý do họ có đủ khả năng vừa bán vừa mua thị trường, kiếm lời rất ngắn hạn. Thì tôi nghĩ rằng là những cái phiên độ biên độ dao động lớn như vậy, cổ phiếu tăng giảm nhanh như vậy, thì tôi nghĩ rằng là rất hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Còn đối với những nhà đầu tư nào thận trọng hơn, muốn kiếm một cái sự an toàn hơn trên thị trường, thì theo tôi thế này, như anh vừa mới hỏi đặt câu hỏi, đó là chính sách kinh tế của nước Mỹ nói riêng sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng như thế nào. Thì theo tôi thì nghĩ thế này, tại sao ông Donald Trump ít được truyền thông ưa thích trong thời gian vừa rồi? Chúng ta có thể phân tích kỹ về điều này để thể thấy. Đó là sự khó đoán định về các cái ý tưởng kinh tế của ông ta. Chính sách dân túy, chính sách bảo hộ của ông Donald Trump. Tôi nghĩ đây là một làn sóng mà thật sự rằng các nhà đầu tư dài, trung và dài hạn cần phải suy nghĩ. Bởi vì cái việc mà bảo hộ bản thân nó đã hàm chứa rất nhiều rủi ro cho thương mại thế giới rồi. Bản thân nền kinh tế nước Mỹ là một nền kinh tế có cái độ mở rất lớn, nó có quan hệ kinh tế với tất cả các nước, cái khu kinh tế thế giới, một nền kinh tế lớn nhất. Cho nên một sự thay đổi về mặt chính sách kinh tế, một sự thay đổi về mặt quan niệm kinh tế đều sẽ dẫn tới những tác động cực lớn đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung. Và không riêng gì Việt Nam, tôi nghĩ rằng là Việt Nam là một trong những nước mà chúng ta đang xuất siêu vào nước Mỹ rất là lớn, một năm cỡ khoảng là mười mấy 20 tỷ đô. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là nhiều nếu như mà ông Donald Trump phủ nhận tất cả những cái hiệp định thương mại trước đây mà phe của Đảng Dân Chủ đã đưa ra, những cam kết thương mại về TPP, những hiệp định thương mại ký kết giữa khu vực Việt, khu vực Đông Nam Á, khu vực với Việt Nam, với châu Á, với một loạt các nước khác xung quanh chúng ta. Tôi nghĩ rằng là khi chỉ việc đặt cái đài lên bàn cân, họ cần xem xét lại thôi. Tôi nghĩ rằng đối với nhà đầu tư trung và dài hạn đều phải rất cân nhắc. Và vì vậy bản thân cá nhân tôi nghĩ rằng là trong năm 2017 sẽ là một năm có đầy sự khó lượng đoán về kinh tế thế giới. Như vậy thì mình nói cụ thể một chút xíu, thì những nhóm ngành nào cần được ưu tiên xem xét sau khi kết quả bầu cử đã được công bố? Nếu mà nói về nhóm ngành nào đã và chúng ta chưa tạm thời chưa gắn nó với cái bầu cử, thì cá nhân tôi thế này, Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 vẫn là 6,7%, cũng đây là một mức tương đối cao, cũng giống như năm 2016 cũng là mức 6,7 sau khi chúng ta đã phải điều chỉnh lại. Thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế như vậy thì bản thân nền kinh tế Việt Nam sẽ phải có cái chính sách tăng trưởng tín dụng như thế nào cho phù hợp, ngành nghề nào sẽ là chủ chốt lựa chọn để nâng đỡ cho tăng trưởng GDP, dầu khí, liệu dầu khí liệu có tăng giá được hay không, bất động sản và các ngành phụ trợ có nâng đỡ được hay không. Thì tôi nghĩ rằng là
chúng ta sẽ quan sát về nhóm ngành này. Thì theo tôi, cá nhân tôi đánh giá là đối với những một loạt các cái yêu cầu của ngành tài chính, của ngành ngân hàng cho việc áp dụng chuẩn Basel 2 và lộ trình 2017 sẽ như thế nào, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta từ đó ví dụ thôi, chúng ta có thể tìm ra được cái ngành nghề mà có thể là lựa chọn cho cái của chúng ta. Bên cạnh đó tôi cũng chú ý tới những nhóm ngành liên quan tới thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, những ngành mà trước đây doanh nghiệp nhà nước tháng năm giữ phần lớn, bây giờ nó đưa lên niêm yết, ví dụ như ngành bia, ngành nước giải khát, hay một loạt các cái cổ phiếu mà liên quan đến các nhóm ngành của bên ngành công nghiệp và nằm trong danh sách bắt buộc phải thoái vốn xong trong năm 2017. Cảm ơn anh. Như vậy là nhà đầu tư cần chú trọng vào những nhóm ngành anh vừa nêu. Dạ vâng. Cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Thủy đến từ chứng khoán OS và với tính chất tham khảo. Sau đây, Quang Vinh xin được điểm lại những tin tức đáng chú ý của Cà phê Sài Gòn sáng nay. Đến năm 2020, giảm tỷ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế xuống mức dưới 3%. Đây là một trong những mục tiêu trọng tâm vừa được Quốc hội thông qua trong nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 và 2020. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng đã nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là tập trung hoàn thành cơ cấu lại 3 trọng tâm gồm cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng. Thứ hai là cơ cấu lại ngân sách nhà nước và khu vực công. Thứ ba là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thứ tư là hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Và cuối cùng là phải hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường, gồm thị trường tài chính, thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ. Hơn 87% đại biểu đã đồng ý thông qua nghị quyết tài chính 5 năm, trong đó nêu rõ Quốc hội sẽ chi tối đa khoảng 2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 và 2020. Quốc hội đề ra mục tiêu đạt tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 và 2020 khoảng hơn 6.800 tỷ đồng, tăng khoảng 1,65 lần so với giai đoạn 2011 và 2015. Nguồn chi được lấy từ trái phiếu chính phủ 260.000 tỷ đồng, từ vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, từ nguồn tiền thu được sau khi bán bớt phần vốn tại các doanh nghiệp tư nhân 250.000 tỷ đồng. Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương vừa cho biết Bộ Thương mại Mỹ DOC đã quyết định khởi xướng điều tra chống lẫn tránh thuế, chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm thép mạ được nhập khẩu từ Việt Nam. Trước đó, vào tháng 5 2015, sau khi tiến hành điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với cùng chủng loại sản phẩm trên có xuất xứ từ Trung Quốc, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh áp thuế với Trung Quốc. Cụ thể, thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp là hơn 240%. Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cũ đã có cuộc hầu tòa nhằm chống lại mọi lời cáo buộc liên quan đến việc gà gẫm thông tin chính trị và phỉ báng nghị sĩ. Ông bị cáo buộc đã gây áp lực lên một công tố viên để lấy thông tin bí mật từ một cuộc điều tra tư pháp từ năm 2013. Thêm vào đó là những cáo buộc về tội bôi nhọ nghị sĩ, không kê khai tài sản và hưởng lợi từ một dự án xây dựng sân vận động. Cụ thể, ông Mã bị buộc các tội danh gồm xâm phạm thông tin mật, vi phạm luật an ninh truyền thông, luật giám sát và luật bảo vệ thông tin cá nhân. Hôm nay, cả thế giới đều hướng về nước Mỹ và hồi hộp chờ đợi kết quả cuộc bầu cử sơ bộ cho vị trí chủ nhân thứ 45 của Nhà Trắng. Vượt ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump dù đối mặt không ít chỉ trích trước đó đã đánh bại đối thủ Hillary Clinton với số phiếu áp đảo. Thông tin vừa rồi đã kết thúc Cà phê Sài Gòn sáng nay. Quý vị có thể xem lại các chương trình đã phát của chúng tôi trên fbnc.vn. Tôi là Quang Vinh, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.